Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bồng. Jackie Bồng xin kính chào quý vị. Thứ ba, 14 tháng Giêng là ngày chót. 6 ứng cử viên đảng Dân Chủ được chọn theo tiêu chuẩn tỷ lệ ủng hộ số phiếu của thành viên đảng, cũng như tỷ lệ số tiền gây quỹ, tham gia cuộc tranh luận với nhau, loại bỏ hơn 25 ứng cử viên lúc ban đầu. 6 ứng cử viên này là hai thượng nghị sĩ nữ Elizabeth Warren và Amy Klobuchar, cùng với 4 ông Joe Biden, Bernie Sanders, Pete Buttigieg và Tom Steyer. Chúng ta thử hỏi 4 ứng cử viên đứng đầu coi cương lĩnh chính trị của họ như thế nào để được dân chúng bầu cho họ trở thành ứng cử viên tổng thống. Phần đông đảng Dân Chủ chủ động chuyển hướng từ hướng tự do, liberalism, đến hướng cải cách xã hội, progressivism, và nay đến hướng thiên tả chủ nghĩa xã hội, socialism. Phải chăng Tổng thống Obama bắt đầu việc chuyển đổi xã hội và nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 hay không? Thật vậy, ông nâng quyền lợi cho người thấp kém, kế hoạch chi tiêu chăm sóc sức khỏe cho toàn dân Mỹ, tài trợ các dự án hạ tầng và trợ cấp cho lĩnh vực năng lượng và môi trường. Cũng muốn tiếp tục đường hướng của Tổng thống Obama, Phó Tổng thống Joe Biden, 77 tuổi, đã hoạt động chính trị suốt 40 năm, nhưng chỉ thu thập được hơn 38 triệu Mỹ Kim tiền ủng hộ của cử tri đến cuối năm 2019. Nhưng ông có thể là đối thủ lợi hại nhất với Tổng thống Trump. Còn Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, 78 tuổi, gây quỹ được nhiều nhất lên đến hơn 87,5 triệu Mỹ Kim với 4 triệu 8 người ủng hộ cho tiền. Ông muốn thực hiện xã hội chủ nghĩa với những đề xuất cực tả như việc tái phân phối của cải cho toàn dân, giảm quyền lực của các đại công ty và tăng thuế đánh vào người giàu, chia sẻ cho người nghèo. Vì vậy, ông Sanders vẫn được sự ủng hộ trung thành của cổ động viên cũ và mới. Người đứng thứ nhì được cử tri ủng hộ tiền với con số 71 triệu Mỹ Kim là bà Warren. Bà luôn đáp câu hỏi là bà có kế hoạch, từ chối làm rõ thêm vấn đề và mơ hồ về kế hoạch y tế sức khỏe toàn quốc mà bà dự tính áp dụng. Khác với 3 ứng cử viên trên, người trẻ đồng tình, thị trưởng thành phố South Bend Pete Buttigieg gây quỹ đứng hạng 3 với 51 triệu Mỹ Kim. Ông theo chủ nghĩa hiện thực, phát biểu lưu loát và gây hứng thú cho cử tri, nhưng không được lòng của người da đen. Như thế thì bà Klobuchar và tỷ phú Tom Steyer hay ứng cử viên Michael Bloomberg có hy vọng gì trội hơn 4 ứng cử viên đầu không? Cử tri sẽ có câu trả lời trong cuộc họp đảng ngày 3 tháng 2 tại Iowa để họ thiết kế các cuộc bầu cử kéo dài 5 tháng cho các ứng cử viên đảng Dân Chủ trên khắp Hoa Kỳ. Đặc biệt, ngày 3 tháng 3 là Super Tuesday, tháng 3 trọng đại, sẽ có cuộc bầu cử sơ bộ và họp các đại biểu đảng của 12 tiểu bang để bầu chọn ứng cử viên xuất sắc thắng nhiều phiếu nhất. Từ ngày 13 đến 16 tháng 7, Hội nghị toàn quốc của Đảng Dân Chủ xác nhận ứng cử viên tổng thống duy nhất ra tranh cử với Tổng thống Trump của Đảng Cộng Hòa. Sau cùng, ứng cử viên được chọn lọc sẽ tranh luận với Tổng thống Trump trong 3 tháng cho đến ngày tổng tuyển cử là ngày thứ Ba đầu tháng 11 năm 2020. Jackie Bồng xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài tiếng nói cử tri hàng tuần của bà Jackie Bồng. Và chúng tôi cũng được biết rằng khi vào tối thứ Ba đó có một cái cuộc debate ở Iowa đó, thì chúng tôi cứ ghi nhận cái vai trò của phụ nữ khi mà đi ra tranh cử, hoặc là có những cái debate mà người ta nhìn thấy được cái phụ nữ bắt đầu có những cái nổi bật ở trong cái những người ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Thì chúng tôi cũng nhân đây thì muốn tìm hiểu tôi bà Jackie Bồng nhận định như thế nào về bà Elizabeth Warren. Trước hết, xin được kính chào bà Bồng. Dạ, thưa xin chào anh Nhân. Bà Bồng ghi nhận như thế nào khi mà bà Elizabeth Warren, bà nói rằng là
chỉ có cái phụ nữ mới có hy vọng thắng được ông Tổng thống Donald Trump. Không phải chỉ có phụ nữ, nhưng mà bà nói là phụ nữ có thể thắng được trong cái cuộc bầu cử sắp tới 2020. Vì chính ông Bernie Sanders cũng chấp nhận là bà Hillary Clinton đã hơn ông Trump hơn 3 triệu phiếu. Cho nên rằng ông nói là phụ nữ có thể thắng lúc nào cũng được hơn nữa. Bà Amy Klobuchar thì bà cũng đã thắng tất cả những cái cuộc bầu cử mà bà từng ra ứng cử từ bao nhiêu năm nay tới bây giờ. Hơn nữa đó là chúng tôi thấy kỳ bầu cử giữa kỳ năm ngoái đó thì nhiều phụ nữ đứng ra để ứng cử và nhiều phụ nữ được bầu cử. Tại vì lúc đây là cái lúc người phụ nữ phải tiến lên. Bà Hillary Clinton sở dĩ không thắng cử là vì bị rất nhiều cái việc mà chống đối của dân chúng, cử tri cũng như là của bên Cộng Hòa. Nhưng mà lúc này là lúc như là ở bên ngoại quốc đã có bao nhiêu bà tổng thống ở thủ bên tướng, bà tổng thống và thủ tướng ở bên Anh, ở bên Đức, ở bên Ý, ở bên Á Châu, ở bên Âu Châu và ở bên Trung Đông cũng như là ở bên những cái nước như, ở trong khối liên Mỹ, bang Soviet như Mỹ Latin. Cho nên rằng đó lúc này là cái lúc người Mỹ phải chấp nhận có sự thay đổi, có một người phụ nữ đứng lên chứ không có bảo thủ nữa như hồi đó tới bây giờ. Không ai nghĩ mà ông Obama, một người da màu mà có thể lên làm tổng thống. Lúc đó là ai cũng chống đối, gần 90% lúc đầu, nhưng mà rồi đó cái sự thay đổi nó tiến dần. Cũng như ở trong Bộ Ngoại giao, ông xã của tôi làm Bộ Ngoại giao là hơn 30 năm, gần 40 năm. Mà sau này, sau 20 năm về sau đó, thì những người mà sếp của ông đó là người phụ nữ. Mà lúc trước không bao giờ mà người phụ nữ được làm sếp hay là được cái chức vụ cao. Khi mà chúng ta nói như vậy, có nghĩa là chúng ta nói tới cái vai trò của phụ nữ, nhưng mà phụ nữ cũng phải có một cái lá phiếu của mình. Bà Bông nhận định như thế nào khi mà cái lá phiếu sắp tới đây mà cái người phụ nữ cứ thắng được á, là nhờ cái lá phiếu độc lập, lá phiếu của người da màu, lá phiếu của người Á Châu, hay là chỉ có lá phiếu của người phụ nữ không mà họ có thể thắng được? Dạ, phải có một cái combination, một cái hộp sức của lá phiếu của người phụ nữ rất quan trọng, và phụ nữ Mỹ bây giờ tiến lên và rất là cấp tiến và muốn đi ra bầu cử, đi ra ứng cử như kỳ rồi mình đã thấy. Cho nên rằng cái phiếu của người phụ nữ rất là quan trọng. Rất là, mà sẽ bỏ phiếu đi bầu rất đông kỳ 2020 này. Hai nữa đó thì có những cái nhóm cũng như là cái nhóm của union, cái nhóm lao động, thì người ta bây giờ cũng đi bầu, cũng sẽ đi bầu rất đông. Cái nhóm của mấy người da màu, lúc bà Hillary Clinton thì người ta không có đi bầu nhiều, nhưng mà bây giờ đó được cổ động đi bầu rất đông. Và cái lá phiếu của người Á Châu, tuy người Á Châu bây giờ đó phần đông đó là theo ông Trump, nhất là người Việt Nam theo ông Trump, nhưng mà cũng có một số người cũng có theo đảng Dân Chủ. Và cái lá phiếu của người Mỹ, Trung Mỹ Latin, thì bây giờ những người này đó là những người sẽ ra đi bầu rất đông trong 2020. Vì người ta thấy lúc trước đó, khi mà bầu 2016 đó thì người ta không thèm đi bầu nhiều. Nhưng mà bây giờ đó, tất cả những người thức tỉnh rồi, người ta sẽ đi bầu rất nhiều. Thì tôi thấy đó, cái người phụ nữ có thể ra ứng cử và có thể ra được bầu. Nhưng mà rất nhiều yếu tố từ đây tới đó, đó có quá nhiều yếu tố để mình chắc chắn là có được hay là không. Xin được cảm ơn bà Jackie Bông.
Kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi để mà tiếp theo trong cái tiếng nói cử tri đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái kỳ tới. Mỗi khi mà bà Jackie Bông có một cái bài nhận định trong chương trình tiếng nói cử tri thì từ đây cho tới ngày bầu cử chúng tôi sẽ tìm cách để mà chúng tôi có những cái buổi thảo luận để mà tìm hiểu những cái chi tiết mà chúng tôi muốn biết. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chào.